ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, đó là lời trách của ông quản tiệc nói với chú rể. Ông nghĩ rằng chú rể đã làm sai trình tự, làm sai quy trình khi tiếp đãi khách dự tiệc. Bởi vì ban đầu cần phải tiếp thứ rượu ngon, thứ rượu hảo hạng trước, bởi vì lúc đó vị giác của người ta mới có thể cảm nếm được cái ngon của rượu đặc biệt. Và khi lưỡi của khách đã tê, tiệc đã ngà ngà, người ta mới đãi thứ rượu xoàng hơn để thực khách không nhận ra cái vị không ngon của rượu xoàng. Nhưng chú rể lại làm ngược lại. Chúng ta thường thấy rằng ma chê cưới trách, tất cả những sự kiện quan trọng trong đời sống gia đình, trong đời sống cá nhân, luôn luôn có một sự chuẩn bị. Và nhất là sự kiện trọng đại như ngày cưới thì lại được chuẩn bị trọng đại hơn, cẩn thận hơn. Tuy nhiên, thể nào cũng có những thiếu sót, và những thiếu sót này nó là cái nguy cơ dẫn đến những trục trặc trong đời sống gia đình. Giả như sự kiện hết rượu xảy ra mà không có sự hiện diện của Chúa Giêsu, của mẹ Maria, thì khi tiệc tàn, người ta ra về với lời trách cứ rằng đã không tiếp đãi khách cho tử tế. Rồi vì những lời trách cứ đó, những lời đàm tiếu đó, những người trong gia đình bắt đầu đổ lỗi cho nhau, tại vì người này, tại vì người kia, và tiệc vui trước đó sẽ trở thành vô nghĩa khi con người ta trách cứ và đổ lỗi cho nhau. Tuy nhiên thì Chúa Giêsu và mẹ Maria đã hiện diện trong bữa tiệc này, và hành động của Đức Maria, của Chúa Giêsu để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Cần phải làm gì, cần phải hành động ra sao trước những khủng hoảng của cuộc sống, trước những trục trặc của đời sống, do thiếu sót của con người, do những hoàn cảnh khách quan, hoặc có khi do chính cái ác của con người gây ra nữa. Thưa cộng đoàn, ngày hôm qua thì một bác sĩ, là bác sĩ Trí, thuộc phục vụ ở trong chế độ cũ, đã đến tặng cho cha Thành dòng Chúa Cứu Thế một bức tranh. Và bác sĩ Trí đã diễn tả, đã vẽ lên hai chiếc chân giả và một chiếc nạng ở giữa đống gạch đổ nát còn tươi rói. Chắc chúng ta biết cái bức tranh đó diễn tả về điều gì đang diễn ra ở rất gần chúng ta. Đó là sự kiện vườn rau Lộc Hưng, khi những quân nhân của chế độ cũ chạy đi để tránh cảnh nhà sập xuống, đã không kịp mang đi chân giả của mình, đã không kịp mang đi cái nạng của mình. Và hình ảnh chiếc chân giả, cái nạng đó nằm ở trên đống gạch vẫn còn tươi rói, màu đỏ. Bác sĩ Ý Chí giải thích về bức tranh này. Ông nói đứng ở khía cạnh chăm sóc sức khỏe, bởi vì ông là bác sĩ và cũng là một Phật tử, tôi không thể tưởng tượng được. Nhưng trách cứ ai bây giờ? Làm gì bây giờ? Tôi nghĩ rằng mình già rồi, có thể làm được gì thì làm. Đó là một tư tưởng rất tích cực. Không cần phải trách cứ, chẳng cần phải đổ lỗi để quét sâu thêm những nỗi đau của xã hội, của con người.
Đức Maria nói với Chúa Giêsu: "Họ hết rượu rồi." Là một câu nói biểu tượng cho niềm vui đã ra đi. Họ không có chân giả, đó là niềm vui của những người thương phế binh đã ra đi. Họ hết nhà rồi, không còn nhà ở nữa, đó là cái đau khổ của những con người mất nhà. Họ đã mất đất để trồng cấy rồi, đó là nỗi buồn của những người không còn kế sinh nhai. Biết bao nhiêu cái hết ở trong cuộc sống vẫn diễn ra trong đời sống cá nhân, trong gia đình và trong xã hội. Nếu đổ lỗi cho nhau thì đó là một điều tiêu cực, bởi vì dù sao sự việc đã xảy ra rồi. Có rất nhiều cái hết, nhưng mà qua bức tranh của bác sĩ Trí này, chúng ta có thể thấy cái hết đau đớn nhất là cái hết của tình người, cái hết của lòng thương xót, cái hết của lòng bao dung, cái hết của lòng thương cảm trước những con người khốn khó. Đó là cái hết bi thảm nhất, tồi tệ nhất ở trong lịch sử của nhân loại, ở trong lịch sử của loài người. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu trong tin mừng của Thánh Gioan hiện diện trong tiệc cưới Cana hôm nay. Người đã biến nước lã thành thứ rượu ngon, thứ rượu nồng mang lại niềm vui cho đôi tân hôn, mang lại niềm vui cho một gia đình và mang lại niềm vui cho rất đông thực khách. Thực ra Thánh Gioan không có ý mô tả một dấu lạ bình thường như vậy. Thánh Gioan còn muốn đi xa hơn nữa, bởi vì thứ nước người ta dùng để rửa chân trước khi bước vào bữa tiệc theo nghi thức của Do Thái giáo đã được Chúa Giêsu biểu trưng làm dấu lạ chỉ về cái niềm vui bất tận, không bao giờ kết thúc. Cho đến tận cùng của tin mừng Thánh Gioan, chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúa Giêsu đến để đổ rượu mới của tin mừng vào tâm hồn con người. Chúa Giêsu đến để đổ thần khí vào lòng tất cả các tín hữu và những ai có thiện chí xây dựng cuộc đời này. Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto nói rằng: "Có rất nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng cũng chỉ có một thần khí. Thần khí ban cho người này sức khỏe, thần khí ban cho người kia óc khôn ngoan để phân định, thần khí ban cho người này, khả năng kia để phục vụ." Nếu người ta dùng sức khỏe để mà hủy hoại cuộc sống, nếu mà người ta dùng sức khỏe để tước đoạt đi niềm vui của người khác, thì đó không phải là thần khí của Chúa Giêsu Kitô, đó không phải là thần khí của tin mừng, mà là thần khí xấu của sự hỗn mang. Chúng ta thấy rằng ở trong công cuộc sáng tạo, tất cả những yếu tố vật chất đều hỗn mang, không có hình ảnh, hình thù gì tốt đẹp cả. Thần khí của Thiên Chúa, thần khí của sự sống đã sắp xếp mọi sự, đem lại bình an, sinh khí cũng như là trật tự cho thế giới tự nhiên. Nhưng mà thần khí xấu vẫn hoạt động để gieo rắc tội lỗi, để gieo rắc sự hủy diệt, để gieo rắc sự dữ vào trong tâm hồn con người, để gieo rắc sự chia rẽ giữa những con người với nhau, và thảm họa của cuộc sống nó bắt đầu từ đó. Chúa Giêsu đến để đem thứ rượu của tin mừng. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn của mình và đổ vào đó, đổ vào những chiếc chung của tâm hồn chúng ta,
rượu mới của tin mừng, rượu mới của bác ái, rượu mới của yêu thương, rượu mới của phục vụ. Và đó là điều mà sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay muốn nhắn gửi cho chúng ta. Chúa Giêsu sau khi chịu phép rửa, Ngài đã đi vào cuộc sống và bằng tất cả lòng yêu thương, sự quan tâm, Chúa Giêsu đã biểu lộ lòng thương xót của Chúa Cha cho tất cả mọi người, dù cá nhân cũng như là tập thể. Và trong phép lạ, trong dấu lạ tại cuộc tiệc cưới Cana này, chúng ta cũng không thể quên hình ảnh của Đức Maria. Người là người mẹ đã nhận ra sự hoảng hốt của các gia nhân, những người trực tiếp phục vụ bữa tiệc. Họ bối rối bởi vì cuộc vui chia tàn mà rượu thì hết. Họ bối rối, sợ hãi. Đức Maria đã chuyển cầu sự bối rối của các gia nhân, của chủ bữa tiệc cho Chúa Giêsu. Họ đã hết rượu rồi. Chúa Giêsu hiểu là Ngài cần phải làm gì. Dù giờ Ngài biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa chưa đến, và Ngài đã thực hiện theo lời yêu cầu của Đức Maria. Chúng ta thấy rằng ở sự kiện vườn rau Lộc Hưng, những bức tường đổ sụp, những đống gạch vụn tôn nát vân vân, bây giờ thì được dọn sạch sẽ rồi, nhưng vẫn còn đó tượng Đức Mẹ đứng ở trên cái bãi đổ nát hoang tàn đó. Và điều này đưa chúng ta về cái giây phút cuối của tin mừng Thánh Gioan. Ở trong tin mừng Thánh Gioan, Đức Mẹ xuất hiện hai lần, ở trong tiệc cưới Cana hôm nay và lần sau cùng dưới chân thập giá. Cũng có nghĩa là ở dưới chân của sự đổ nát, ở dưới chân của sự tàn phá, của sự bách hại, sự sống, của cái ác lên ngôi, Đức Mẹ đứng ở chân thập giá để truyền cầu cho nhân loại. Và chúng ta thấy rằng ở giữa cái sự chết chóc, cái sự bất công, sự gian dối của cuộc đời, vu cáo dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu Kitô, thì lại khởi đầu một sự sống mới. Có lẽ lời của bác sĩ Trí, một Phật tử, cho chúng ta thấy rằng chẳng cần phải than trách ai cả. Chúng ta cần trở về với chính tâm hồn của mình, trở về với bữa tiệc mà chúng ta tham dự ở trong thánh lễ, để thấy rằng sự sống nó được hình thành, và đặc biệt là sự sống mới được hình thành ở trong cái sự chết chóc, ở trong sự đổ nát, để chúng ta hoán cải, để chúng ta xây dựng một cuộc sống văn minh hơn, chân thật hơn, yêu thương hơn, qua sự phục vụ và qua lời nói của mỗi người chúng ta. Thiết tưởng đó cũng là sứ điệp của Chúa Giêsu, của mẹ Maria. Một sự quan tâm, một sự lo lắng trong đời sống gia đình của người này dành cho người kia, một sự nhường nhịn, một sự hy sinh của một con người trong tất cả những sinh hoạt xã hội sẽ tạo ra một sự hòa điệu nhịp nhàng của cuộc sống, đem lại bình an cho tất cả mọi người. Bao lâu người ta biết vận dụng tất cả những cái ơn lành của thần khí ban cho, là sức khỏe, là tài năng, không phải là để đi đàn áp, không phải là nói lên lời gian dối, mà là để phục vụ con người, thì bây giờ trong xã hội, trong gia đình có sự hiệp nhất, có sự chung tay xây dựng công ích và đem lại bình an cho mọi người. Xin thần khí của Chúa Giêsu, thần khí của tin mừng đổ vào tâm hồn chúng ta thứ rượu mới của quan tâm, của phục vụ và bác ái yêu thương.